Chào anh em, hôm nay những em cách boot vào chế độ SysMod trên Windows 7. Thì trên màn hình thì mình vào hộp điện thoại run bằng cách như sau. Mình nhấn phím Windows R này. Phím Windows R cùng lúc này. Rồi nó xuất hiện lên hộp điện thoại run này. Mình gõ cái từ msconfig msconfig rồi mình nhấn vô OK. Thì nếu không rõ cái chữ này thì mình để dưới phần mô tả của video. Rồi thì trên cái hộp thoại là system configuration này này, thì mình qua cái tab boot này, mình check cho set boot. Rồi thì mặc định nó chọn là Minial. Nếu mà mình muốn dùng mạng để như TeamViewer để xe hoặc là tải file cài đặt để diệt virus gì đó, thì mình chọn network ở dưới này, mình nhấn apply. OK, ra tiến hành vào start. Chỗ shutdown mình nhấn detail này, máy này nó sẽ boot vào chế độ SysMod. Nếu máy mình đặt mật khẩu user thì nó yêu cầu nhập mật khẩu vào chế độ SysMod được không thì không đặt mật khẩu user thì mình nên sẽ boot thẳng vào SysMod. Rồi đó là cách. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái cách đó đi. Khi mình tắt chế độ SysMod đó thì mình bỏ vô check setboot này đi, nhấn apply. OK. Rồi còn cách thứ hai thì mình khởi động lại máy hoặc là mình mở máy. Đây mình khởi động lại máy. Rồi mình trên bàn phím mình nhấn phím F8 liên tục. Khi nào nó qua cái màn hình shutdown này mình nhấn phím F8 liên tục này. Đây, F7, F8 này. Rồi đó, nhấn phím F8 liên tục. Đó, nếu mình nhấn nhanh không thôi nó sẽ boot vào Win. Đó, nó sẽ lên cái màn hình Advanced Boot Option. Đó, lúc mở máy mình nhấn cái phím F8 cũng được. Đây, cái màn hình Advanced Boot Option thì nó có mục repair cho computer này. Mình dùng phím mũi tên di chuyển lên xuống này. Đó, cái chế độ SysMod này mình cũng hay dùng. Còn cái SysMod with networking là mình dùng khi trường hợp là mình muốn kết nối mạng. Rồi cái mục là Enable Low Resolution Video á, đối với trường hợp như mình chỉnh quá độ phân giải màn hình nó không đáp ứng được á, độ phân giải nó cao quá màn hình không hỗ trợ thì mình vào cái chế độ này thì mình chỉnh lại về cái độ phân giải thấp hơn Windows. Đó, thì đây mình về chế độ SysMod, thường mình hay vào để xử lý sự cố, nhấn Enter. Rồi nó tiến hành nó chạy loát vào cái chế độ SysMod của mình. Thì cái cách vào Win 7 nó khác với Win 10. Thì Win 10 thì mình cũng làm cái video hướng dẫn trước rồi, thì mình sẽ để phần video hướng dẫn ở dưới phần mô tả để anh em tham khảo. Đó. Rồi khi nó vào cái màn hình này nó hiện cái thông báo hết support này thì mình nhấn tắt nó đi. Đó, thì trong chế độ SysMod đó thì mình cái dịch vụ audio nó không chạy này, nó không dùng được loa này, mạng không kết nối được này. Đấy, nên mình dùng chế độ SysMod with networking thì dùng được mạng. Nó sẽ kết nối được mạng, nó sẽ dùng được driver mạng. Đó. Thì cái chế độ SysMod thì màn hình nó to và nó đen như vậy. Rồi thì cảm ơn anh đã theo dõi.